một lần tuyên chiến, chẳng ngại gian nan sóng gió đầy trời. Vì sự thật cô chẳng bao giờ lùi, quất không trượt phát nào ta chẳng rời. Câu chuyện dậy sóng từ những lời nói thắng, công lý gọi tên lật chân qua mặt nạ. Dù sóng gió bùa vây cô vẫn đứng đó, còn lửa trong tim rực cháy chẳng bao giờ tắt. Là cô hăng tiến chiến với nhau trời, chờ đón mình ha, thì mình cũng không biểu thế này. Mấy hôm nay hình như là ai cũng rất là trên cộng đồng mạng ha, rất là quan tâm về vấn đề mà quốc không được phản đàn. Và nghĩ rằng là tôi đã Nguyễn Phương Hằng, tôi nói rõ, tôi vẫn bỏ luôn câu nói quốc không được phát nào. Và quan trọng là quốc ai à, quan trọng là quốc ai cũng được phát nào. Cái thứ hai nữa đó là tôi nói 50-50, có nghĩa là trong chúng ta có 50% theo ủng hộ thầy và 50% không ủng hộ thầy. Thì tôi một khi tôi đã buông lời ra thì tôi phải có đầy đủ trách nhiệm với lời của tôi, bởi vì là những người đã yêu mến tôi thì mãi mãi sẽ không bao giờ thất vọng tôi. Và đồng thời thì tôi thấy mất cười lắm là bởi vì mới nói có mấy câu thôi mà mọi người đã bị thao túng tâm lý rồi. Mình sống mình phải có chữ kiên và chữ nhẫn. Khi mà mình nghe người ta nói một nửa chừng thì tại sao mình cứ phải hồi hộp nhảy lung tung lên, cảm giác nào là lại ông tự ở buổi này. Nếu mà nói về một người nghèo thì tôi đã rất tôn trọng rồi, muốn kêu người như tôi và họ không có đụng chạm một tới hết. Nước sông và nước giếng là hai thế giới khác nhau. Thầy là một người cao cả như tôi, theo cái kiểu của thầy thì tôi là như tôi theo trí tuệ, còn tại thầy tôi theo kiểu từ bi hỷ xã, bởi vì là thầy ăn cơm bá tánh mặc đồ dư lai thậm chí là tất cả những người làm thì tôi cũng có tư cách để bàn vô, bởi vì tôi là người đời. Thứ hai nữa là tôi nói rất rõ ràng, tôi bảo luôn cái câu là quốc không được phát nào và quốc như thế nào. 20 tháng 10, quý vị sẽ thấy tôi quốc như thế nào rồi, không được phát nào. Cái thứ hai nữa thì tôi muốn nói rằng là nói gì thì nói, nhiều người á thì đó là cái xe không quay xe thì tôi cũng kính ngưỡng. Từ xưa bây giờ tôi vẫn không thể chấp nhận là được con luôn, và tất cả những việc chúng tôi làm và thương tôi cảm ơn và không thương tôi cũng cảm ơn, là bởi vì những gì tôi làm là lý tưởng thôi đó. Cho nên là mấy chị em hay là mấy anh em dùng từ quay xe hay không quay xe thì cái đó nó không phải đúng với người của tôi, là bởi vì tôi đâu có đi lấy tiền của một người nào mà để tôi làm cái việc gì đâu, mà là quay xe hay không quay xe. Nếu ủng hộ tôi thì tôi có niềm vui, tôi đóng góp nhiều hơn. Còn không ủng hộ tôi, xúc phạm tôi, chà đạp tôi thì tôi cũng tổn thương nhiều chứ. Nhưng mà rõ ràng là sau một cái quá trình tôi đi 2 năm rưỡi về, tôi vẫn làm lý tưởng của tôi. Đó là một minh chứng là tôi sống thật với dân, không có người dân. Và gần đây thì tôi thấy mắc cười lắm, trong tất cả 2-3 ngày nay thì tôi thấy có một cái anh. Thôi bây giờ cho tôi được phép gọi bằng anh đi nha. Nếu mà một người sư mà tu vậy không phải là sư, thích du tắm gì đó, thì bây giờ ảnh là cái nickname là thích du tắm đúng không? Thì thôi là tôi cái nickname là thích anh ghê. Thích anh ghê, bây giờ mọi người là phải gọi tôi là chị Hằng, không phải nha. Thích anh ghê là cái nickname của tôi. Thì tôi cũng xin nói với anh một cái gì nè, anh sai rồi nha. Ai biểu anh đi tu gì? Anh thích du tăng, anh thích du tăng không? Chứ mà thích thích tung si đúng không? Rõ ràng là em mà thích anh ghê. Em nói anh du tăng rồi nha, du tăng hay du côn em không biết. Nhưng mà anh chửi em mà đến mà anh phun nước miếng ra bên ngoài là anh giận em dữ lắm đúng không? Ai biểu đi tu một chi? Ở ngoài đời là kết em rồi. Em tính đó là shipper dân một cái máy đóng giả nè, một cái áo nằm nè, một năm cái quần slip lọt khe nè. Đó, để anh lọt hai cái giá trứng, trái trứng của anh ra ngoài cho nó mát mẻ. Chứ mấy bữa nay em thấy anh được dữ lắm rồi đúng không? Nhưng mà anh chơi ngu lắm nha, chưa gì đặt hai đồng bọn mình ra rồi. Em mới vừa há là cái anh la lên cho thiên hạ biết là em đang là cùng phe rồi chứ.
đừng có tuôn nữa, về với em đi. Anh nói là anh nghe nhiều người nói em là giống như gặp gái đúng không? Trời ơi, vậy thì em nghe nhiều người nói anh cũng đi chơi gái mỗi ngày thì sao? Em nói quốc không trượt phát nào mà tự nhiên anh trượt trước em. Không chơi hai đồng bóng một trai. Em ở tù là tại anh đó nha, anh khai trước đó. Có 20 tháng 10 này là em mới là quốc nè. Còn bây giờ em vừa quốc mà anh vậy là anh đập lên nước sôi đổ chung cháy dứng anh đó là thay là anh tự hai đồng bóng rồi. Cho nên là em nói với anh rồi, anh phải tin em. Em quốc là không trượt. Mà quốc ai? 20 tháng 10 có em quốc ai? Thành ra mình sống trong cái cuộc đời này mình phải có sự kiên định và mình đừng để người ta thao túng tâm lý của mình, bởi vì những người như vậy thì không làm được chuyện lớn, vì người ta vừa nói là mình bị dắt rồi đúng không, mà ngộ cái là em đã xúc phạm gì tới ai đâu mà cứ dễ đặt như nước sôi dỗ lên giá vậy đó. Cho nên em kỳ này quyết định gửi cho anh 5 cái quần xí lít lọt khe để rồi hai cái trái nhấn anh ra ngoài cho nó bớt nóng. Trời ơi, em biết bực bội em lắm rồi đúng không? Bữa nay ngày rằm em không muốn nói bậy đâu. Em nói bậy hà, em là thích sân si. Còn anh là thích sân si nè, thích đủ thứ nè, đúng không? Nhưng còn em thì bữa nay là em lấy cái tiếng em của em là thích anh ghê. Em nghe anh chửi em mà em sướng cả người. Tại vì sao biết không? Em đỡ nghiệp, anh gánh giùm em. Em chỉ tội cho cái áo cà sa anh mặc vào, thiệt tình là tội cái áo nó ghê vậy đó. Nhớ nha, em sẽ gửi qua anh nhớ nhận hàng và shipper về cho em một cái son cũng được. Còn nếu anh có ra khỏi thì đi theo em nè, em đi diễm dũng theo anh. Hai đứa mình thích nhau được không? Thích anh ghê vậy đó. Anh đưa nó em mặc nha, anh hỏi mọi người đi đi. Ừ là đẹp, không có mặc nó đẹp nha. Chẳng những đẹp không có mặc nó đẹp nha. Đi tu luôn nè, luôn nè, đi tu nó bậy thêm một tuổi nè. Đừng có tu, không có tâm tu miệng cho cái áo cà sa đi chửi người ta. Anh giận em, anh nói riêng mình em nghe thật anh phun nước miếng, anh chửi chỗ trên phố một tàn chửi em nhiệt tình. Cuối cùng anh bị những người đã chửi anh sạch mặt luôn. Trời đau lòng quá đi. Anh bị người ta chửi mà em cảm thấy em đau lòng. Bớt lại đi, nha. Tội lỗi lắm nhưng mà em nói anh nghe nè. Anh giận em, anh đứt, anh đột quỵ, anh đứt anh má, anh đi luôn đó. Giờ mà cái nó nói xin clip của em gửi qua cũng đi đi nha. Rõ ràng là em vậy nha. Và cũng nói với quý vị một lần nữa, tôi vẫn dỗ luôn cái câu nói quốc không trượt anh nào. Và quốc ai? Đầy đủ bằng chứng 20 tháng 10 tôi không bao giờ phụ lòng với người yêu mong trời. Và tôi không bao giờ là người yêu mong vậy. Khó nghe một chút thôi, chỉ khó nghe thì sẽ thấy cái câu chuyện nó thật là hấp dẫn. Tôi phải là hồ đồ. Tôi trả giá cho 2 năm 6 tháng tôi đã lắm rồi. Cảm ơn tôi nói luôn. Anh Tony Phạm nha. Hồi xưa anh chửi tôi nhiều lắm nha. Bữa nay anh bớt thông minh đi nha. Tôi nói là hoàng thượng đế chứ tôi đâu có nói nè hoàng hậu, hoàng thượng đâu. Tôi chỉ là ăn cắp cái mô hình trên đó để tôi về tôi trồng suối thôi mà anh cũng lại nói chửi bàn bàn. Hứa đi nha anh Tony Phạm, ít lòng tới như chưa. Ngày xưa chửi tôi dữ lắm nha. Bây giờ không biết Minh đi chửi nhưng mà trời thông minh bớt đi đi. Dân độc hoàng, hoàng hậu, hoàng thượng thì chỉ thượng đế thôi đúng không? Ai phải thông minh thì chi? Bây giờ tôi sẽ đi trồng chuối nè. Tôi sẽ đủ mấy người mà ở tù mới gì về đó. Tại vì ta có kỹ năng trồng sẵn thôi. Bây giờ nó làm tôi nè. Vậy mà anh cũng đón ra bảy bạ ghê. Trời giận ghê nha. Còn anh ABC nữa nha, cũng nhiều chuyện lắm nha. Biết tôi đó thôi nha, biết nhiều nhiều. Hơi bị nguy hiểm đó. Nhớ nha, công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tôi chấp hết. Ai muốn quay xe, đâm xe, đuổi xe thoải mái. Tôi không xin ai, tôi không mượn ai, tôi không nhờ ai hết. Nợ tới giờ tôi không có luôn. Giờ tôi còn đóng kim cương nó một tòn, tôi cho thiên hạ được không? Rồi, con sẽ cho đây, mọi người không riêng. Không, tôi không cho mọi người riêng. Tôi cho người nghèo, cho trẻ em bệnh tật. Hay quá. Đó là lý tưởng sống của tôi. Tôi đâu có đi nguyên góp ai đâu mà quay xe, đóng xe. Trời ơi, mình sống mình phải
đừng có dính ghi, mình đừng có bị người ta lùa vài câu vậy là sao không? Mất ăn mất ngủ gì mà hàng trội, chứng tỏ là tôi quá quan trọng. Mình bị người ta thao túng tâm lý, rồi mình bị số đông bày đàn. Yêu nước không phải như vậy mà phải có chính kiến đàng hoàng. Đó là lý tưởng sống của tôi, và hôm nay tôi nói vài câu. Và hôm nay ngày rằm, trời lưỡng trọng cái chuỗi nước đọc là tội lỗi. Anh mô gì đâu còn tội lỗi. Nhớ nha, anh thích vô gom. Em sẽ xếp hàng gửi cho anh. Rồi đó, bây giờ mọi người đó chia sẻ đi, chia sẻ đi, lâu lâu tôi đổ cho anh cái mà tôi không có việc làm. Người á thì làm á thì biết ơn tôi, người thì nên chửi tôi để kiếm tiền của anh. Trời ơi, thật vẫn đứng đó nha. Anh yên tâm đi, tôi sẽ gửi cho anh 5 cái quần xếp lọt khe cho anh, rồi 2 cái trái dưới anh đặt cho nó mát, anh mất khùng nha. Tôi nói thật, đàn ông nghe anh chửi tôi mà còn sót ra huống chi là chồng của tôi nha. Tôi nói rồi, cái gì cái đâu đó đàng hoàng, bình tĩnh. Còn đó 20 tháng 10 còn có mấy ngày nữa thôi. Tôi không bao giờ phụ lòng mọi người đã yêu mến tôi, và bản thân tôi không bao giờ hổ tôi được có 51 tuổi rồi. Nhưng mà nhớ nha, đừng có chơi chìm hẳn mà tôi đẹp lắm nha. Một lời cô tiết lộ, công lý sẽ rõ ràng. Đẹp lắm nha. Anh Du Công ơi, tỏ áo xuống đi, về chơi với em mẹ vui đó. Đúng không? Làm gì mà tức nổi mà giá chảnh gọi là mồ hôi luôn vậy. Đúng không? Cho nên mấy anh chụp hình đưa cho tôi đàng hoàng nha. Tôi đẹp cực kỳ nha. Cô Hằng vẫn đứng đó. Đưa lên thì dìm hàng, rồi còn ép nữa. Lên sân khấu nha. Chỗ quay vô là cũng có màu. Người ép cười không, chỗ cho tướng người ta đẹp như vậy đó. Mà mấy anh mới chịu quay vô lên. Nhìn cái tướng này có màu. Nè, đến Đại Nam đi gặp thần tập tôi đi, nói chuyện. Đúng không? Chơi với dìm hàng chứ xấu nha. Thôi thì thôi, hẹn là 20 tháng 10. Hứa với mọi người thương tôi thì tôi sẽ quốc không trường mắt nào. Tôi xin những gì đó, chơi không chạy đâu. Không bao giờ chói đó là người của tôi hẳn. Thương đau, thương tích, thương tình hiện. Ok chưa? Dạ. Bây giờ thì tôi xin dừng ở đây. Anh cũng chia sẻ ra. Rồi 20 tháng 10 chúng ta sẽ gặp lại. Tôi bảo luôn cái câu nói của tôi là quốc không trường mắt nào. Đúng không? Và ngày hôm nay cái nickname của tôi là Thích Anh Duy, chứ phải là Mương Hằng nữa nha. Đó. Rồi thì 20 tháng 10, anh em nào, mọi người nào thương mến tôi, tới chứng kiến nghe tôi nói tôi quốc coi có được hay không. Đó. Kỳ này là quốc một mẹ lớn luôn. Đó, coi có được hay không. Trời đó, không té cho làm gì. Đúng không? Rồi, đó là mọi người sẽ rất ngon đúng không? Dạ, cảm ơn cô. Chào tạm biệt mọi người. Rồi, cảm ơn cô rất nhiều. Rồi, dành.